Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, các quan chức quận Lancaster, bang Pennsylvania, Mỹ đang điều tra khoảng 2.500 đơn đăng ký cử tri sau khi các nhân viên bầu cử nhận thấy có dấu hiệu chúng có thể bị gian lận. Các đơn đăng ký đang được điều tra để gửi đến thành hai đợt ngay trước hạn chót đăng ký cử tri của bang Pennsylvania hôm 21 tháng 10. Các nhân viên bầu cử đã liên lạc với văn phòng công tố viên sau khi nhận thấy một số phiếu đăng ký đáng ngờ. Những đơn này có nét chữ viết tay giống nhau, chữ ký của cử tri không khớp với những gì có trong hồ sơ và thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe đều không chính xác. Theo lời công tố viên của quận Heather Adams trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 10, bà Adams cho hay các điều tra viên đã nói chuyện với các cử tri có tên trong các đơn đăng ký bị nghi ngờ, nhưng họ khẳng định họ không liên quan đến việc nộp các đơn này. Bà Adams cũng không biết cụ thể số đơn mà văn phòng bà đã xem là bao nhiêu, nhưng cho biết 60% trong số đó là gian lận. Bà cũng xác nhận rằng có một số đơn hợp lệ trong đợt này và những đơn đăng ký đó sẽ được xử lý. Quan chức trên nói thêm, vấn đề gian lận trong cuộc bầu cử này có khả năng liên quan tới một nhóm vận động tranh cử quy mô lớn. Thông báo trên được đưa ra khi cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu tại Pennsylvania, một bang chiến địa quan trọng đối với cả ông Trump và bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Quận Lancaster đã bỏ phiếu cho ông Trump với gần 16 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Phó Tổng thống Kamala Harris tìm kiếm sự ủng hộ từ những cử tri còn do dự ở bang Pennsylvania, trong khi ông Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch ở Georgia. Theo số liệu theo dõi từ phòng thí nghiệm bầu cử tại trường Đại học Florida, gần 25 triệu cử tri đã bỏ phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua thư. Một số bang, bao gồm các bang chiến trường là Bắc Carolina và Georgia, đã lập kỷ lục vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm. Ông Trump hôm 23 tháng 10 phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Zebulon, bang Georgia. Số phiếu bầu ở Georgia đang ở mức kỷ lục. Thành thật mà nói, số phiếu bầu ở mọi bang đều ở mức kỷ lục. Chúng ta đang làm rất tốt và hy vọng chúng ta có thể vực dậy nước Mỹ. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm tăng mạnh diễn ra khi Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump vẫn bám đuổi xít xào ở 7 bang chiến trường khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Sau thành phố Joplin, ông Trump đã đến Duluth, bang Georgia để tham gia một cuộc vận động tranh cử khác với cựu ứng viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. Hai bang Pennsylvania và Georgia nằm trong số 7 bang chiến trường sẽ quyết định ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, và cả hai ứng cử viên có khả năng sẽ dành phần lớn thời gian còn lại trong chiến dịch tranh cử để đến những bang này. Bà Harris đang dẫn trước cựu tổng thống với tỷ lệ 46% so với 43% trên toàn quốc trong cuộc thăm dò mới nhất của Reuters. Năm 2024, số cử tri Đảng Cộng hòa tham gia bầu cử sớm tăng đáng kể, có thể là do lời kêu gọi từ ứng viên Tổng thống Donald Trump. Theo số liệu của trường Đại học Florida, tại các bang mà cử tri đăng ký theo đảng, khoảng 47% người đi bầu cử sớm ủng hộ Đảng Dân Chủ, 33% ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Tại các bang chiến trường, mức chênh lệch này nhỏ hơn nhiều. Ông Michael McDonald, nhà khoa học chính trị tại Đại học Florida, nói rằng số liệu cho thấy hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu sớm đều là người có khuynh hướng cao tham gia bầu cử, đồng nghĩa không phải cử tri mới. Họ từng bỏ phiếu năm 2020 hoặc đã quyết định bầu ai và muốn thực hiện sớm. Việc bỏ phiếu sớm giúp cử tri chủ động hơn bởi họ có thể gặp việc bận rộn vào ngày bầu cử hoặc bị cản trở bởi thời tiết, sức khỏe nên không thể đi bỏ phiếu. Bỏ phiếu sớm còn giúp chiến dịch tranh cử các bên sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn bởi họ chỉ cần nhắm đến nhóm cử tri chưa tham gia bầu cử. Ông Trump được cho là đang có ưu thế trong khối cử tri bỏ phiếu sớm, tuy nhiên hiện chưa rõ tác động từ những xu hướng này đến kết quả bầu cử chung cuộc. Thưa quý vị, khoảng cách dẫn trước của ứng cử viên Đảng Dân Chủ không thay đổi so với cuộc thăm dò được tiến hành vào tuần trước. Trong đó, bà Harris giành được 45% ủng hộ so với 42% của ông Donald Trump. Bầu cử Mỹ 2024, bà Harris dẫn trước ông Trump trên toàn quốc. Kết quả thăm dò mới đây của Reuters, Ipsos cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 3 điểm trên toàn quốc. Theo kết quả trên, bà Harris giành được 46% ủng hộ và ông Trump giành được 43% ủng hộ. Khoảng cách dẫn trước của ứng cử viên Đảng Dân Chủ không thay đổi so với cuộc thăm dò được tiến hành vào tuần trước. Trong đó, bà Harris giành được 45% ủng hộ so với 42% của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Kết quả thăm dò cũng chỉ ra rằng Vấn đề nhập cư, kinh tế và các mối đe dọa đối với nền dân chủ là những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với những cử tri tiềm năng. Cựu Tổng thống Trump dẫn trước trong vấn đề nhập cư và kinh tế với khoảng cách lần lượt là 48%, 35% và 46%, 38% so với bà Harris. Đương kim Phó Tổng thống dẫn trước trong vấn đề các mối đe dọa đối với nền dân chủ cũng như chăm sóc sức khỏe và phá thai, với tỷ lệ ủng hộ là 42% so với 35% của đối thủ. Vấn đề nhập cư là vấn đề hàng đầu mà cử tri mong muốn người chiến thắng dành thời gian trong 100 ngày đầu tiên tại phòng bầu dục với 35% ủng hộ. Các vấn đề quan tâm khác là bất bình đẳng thu nhập 11%, thuế và chăm sóc sức khỏe là 10%. Khoảng 70% cử tri đã đăng ký cho biết chi phí sinh hoạt đang đi chệch hướng, trong khi 65% trả lời tương tự về nhập cư và 60% là về nền kinh tế. Cuộc khảo sát của Reuters Ipsos được tiến hành từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 với 4.129 cử tri tham gia, trong đó 3.481 cử tri đã đăng ký bỏ phiếu, biên độ sai số là 2%. Cuối tuần qua, ông Trump đã vượt qua bà Harris trong dự báo bầu cử của Sở Hill District Hathaway lần đầu tiên, với quy mô cho thấy ứng cử viên Đảng Cộng hòa có 52% cơ hội chiến thắng so với 48% của bà Harris. Cũng theo chỉ số thăm dò của The Hill District Hathaway, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ hiện đang dẫn trước đối thủ 1,2 điểm, 49% so với 47,8% trên toàn quốc. Thưa quý vị, hai ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ đang tăng tốc trong chiến dịch tranh cử gần đây khi họ nỗ lực truyền tải những thông điệp độc đáo nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri còn do dự cuối cùng chỉ 2 tuần trước ngày bầu cử. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tổ chức một buổi vận động tranh cử tại bang Bắc Carolina. Trong bài phát biểu, ông tập trung vào vấn đề khủng hoảng biên giới và cách điều hành đất nước của chính quyền đương nhiệm. Ông bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về an ninh biên giới và chỉ trích chính quyền hiện tại vì cho phép nhập cư không kiểm soát. Theo các cuộc thăm dò, nhập cư bất hợp pháp được cho là mối quan tâm hàng đầu của cử tri và ông Trump được đa số cử tri coi là người có khả năng giải quyết vấn đề này tốt nhất. Ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng là phiếu cử tri sẽ quyết định tương lai đất nước. Cuộc bầu cử này là sự lựa chọn giữa việc nước Mỹ sẽ có thêm 4 năm thất bại và thảm họa hoặc chúng ta sẽ bắt đầu 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Phó Tổng thống Harris hôm 21 tháng 10 cũng có cuộc vận động tranh cử lưỡng đảng cùng với cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Liz Cheney. Bà Harris đã cố gắng thuyết phục những phụ nữ bảo thủ ở vùng ngoại ô tại 3 tiểu bang chiến trường ở Trung Tây rằng cựu Tổng thống Trump là mối đe dọa đối với quyền phá thai, an ninh quốc gia và nền dân chủ. Chúng ta nhận thấy rằng ông ấy ngày càng bất ổn, nhưng bạn không cần phải tin lời tôi, hãy lắng nghe những người hiểu rõ ông ấy nhất, những người đã làm việc với ông ấy tại Nhà Trắng, tại phòng bầu dục, cựu tránh văn phòng của ông ấy, hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia và tất nhiên là cựu Phó Tổng thống của ông ấy. Thời điểm này, các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy cả hai ứng viên vẫn bám đuổi xì xào trên đường đua. Theo các cuộc thăm dò mới nhất của tờ The Morning Post, tại 7 tiểu bang chiến trường, không ứng cử viên nào dẫn trước đối thủ ngoài biên độ sai số. Ngay cả ở giai đoạn cuối của cuộc đua, hai ứng cử viên này hòa nhau ở Nevada, trong khi ông Trump dẫn đầu ở Arizona và Bắc Carolina, còn bà Harris dẫn đầu ở Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Cũng theo thăm dò tại các tiểu bang chiến trường, 37% cử tri đã đăng ký chắc chắn sẽ ủng hộ bà Harris và 37% sẽ ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, 10% cử tri ở các tiểu bang chiến trường cho biết họ có thể sẽ ủng hộ ông Trump hoặc bà Harris. Điều này đồng nghĩa là 1/5 số phiếu đó vẫn chưa được quyết định. Bên cạnh đó, một cuộc thăm dò của Americans College cho thấy gần 1/5 cử tri, tương đương 17% cho biết họ đã quyết định bỏ phiếu cho ai trong tháng qua. Những cử tri này có nhiều khả năng quyết định bỏ phiếu cho bà Harris 60% hơn là ông Trump 36%. Mặc dù vậy, vị trí dẫn đầu toàn quốc của bà Harris đã giảm xuống chứ không tăng lên. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy các vấn đề có tác động chính đối với cử tri thuộc các bang chiến trường là kinh tế, nhập cư, chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu. Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump đang trong cuộc đua quyết liệt tại 7 bang chiến trường trước ngày bầu cử. Một cuộc khảo sát ở Washington Post Charles Kuhn vào ngày 21 tháng 10 cho thấy ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris dẫn trước ở Georgia với tỷ lệ 51-47, trong khi ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn trước một chút ở Arizona với tỷ lệ là 49-46. Phó Tổng thống Harris cũng có lợi thế ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, ba bang mà bà sẽ vận động tranh cử vào cuối ngày 21 tháng 10. Ông Trump dẫn đầu ở North Carolina, ngang bằng với bà Harris ở Nevada với tỷ lệ 48-48. Kết quả trên được thực hiện với 5.016 cử tri tiềm năng, được khảo sát từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10. Cựu Tổng thống Trump cũng đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc meeting ở North Carolina vào cuối ngày 21 tháng 10 sau khi khảo sát thiệt hại gần đây do bão Helene gây ra. Các cuộc khảo sát khác gần đây cũng cho thấy cuộc đua rất xít xao tại 7 bang chiến trường, mặc dù bà Harris được cho là nắm giữ lợi thế hơn so với đối thủ trong một số cuộc khảo sát toàn quốc. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos tuần trước cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ là 45-42. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn rất khó đoán định bởi vì các cuộc thăm dò vẫn có sai số, có nghĩa là những điểm thiếu chính xác điển hình trong cuộc bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả. Những bang chiến trường sẽ có vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Hiện nay thì cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở đủ bang để đảm bảo con số đó. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng sự thiếu chuẩn mực của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ là một yếu tố khiến cử tri không bỏ phiếu cho ông. Phó Tổng thống Mỹ, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris bình luận về đối thủ, cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với kênh MSNBC vào hôm 20 tháng 10. Ông ấy không xứng đáng và đó là lý do ông ấy sẽ thua. Bà Harris chỉ trích ông Trump đưa ra phát ngôn thô tục, xúc phạm chức vụ Tổng thống Mỹ và làm giảm uy tín của Washington trên trường quốc tế. Bà Harris nói, những gì các bạn thấy ở đối thủ của tôi, một cựu Tổng thống Mỹ, thực sự đang làm mất giá trị của chức vụ này. Trước đó, phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania vào hôm 19 tháng 10, ông Trump gọi bà Harris là một phó tổng thống tồi tệ, trước tiếng reo hò từ những người ủng hộ ông. Phó Tổng thống Harris cho rằng cựu Tổng thống Trump không nên được bầu để lãnh đạo nước Mỹ một lần nữa. Bà Harris nhấn mạnh, Donald Trump không bao giờ được phép đứng sau con dấu của Tổng thống Mỹ nữa. Ông ấy không xứng đáng có được quyền đó. Theo bà Harris, những bình luận của ông Trump đã hạ thấp quyền lực của Mỹ khi nói về các vấn đề như dân chủ và pháp quyền. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris và ông Trump đang trong cuộc đua xít xao cho chức Tổng thống, bao gồm ở các bang chiến trường quan trọng quyết định kết quả bầu cử. Thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump đang lật ngược tình thế khi dẫn trước đối thủ Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris ở 7 bang chiến địa. Theo các kết quả thăm dò mới nhất, tính trung bình ở 7 bang chiến địa bao gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada, 48,3% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump, cao hơn một chút so với mức 47,5%, cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. Pennsylvania là một trong 7 bang dao động với 19 phiếu đại cử tri, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã trở lại bang này 2 lần sau khi bị ám sát hụt, cũng tại đây hồi tháng 7. Tỷ phú Elon Musk, chủ tịch công ty ô tô điện Tesla, người đã ủng hộ ông Trump 75 triệu đô la Mỹ vào giữa tuần này, đã đích thân vận động tranh cử cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris cũng tới bang Pennsylvania 6 lần trong 3 tháng qua. Tuần này, bà đến một bang chiến trường khác là bang Wisconsin, cũng là bang có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp quan trọng để tìm kiếm sự ủng hộ của từng lá phiếu ở đây. Cuối tuần này, các ứng cử viên giáo diết thực hiện chiến dịch vận động tranh cử tại bang Michigan. Đây là bang được đánh giá có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất khi mà các kết quả thăm dò chỉ ra 2 ứng cử viên đang bám đuôi sát sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Bang Trung Tây có khoảng 8,4 triệu cử tri và sẽ mang về cho người chiến thắng 15 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc. Đây có thể là một con số quyết định. Ông Trump từng giành chiến thắng tại Michigan với 11.000 phiếu bầu vào năm 2016. Năm 2020, cũng tại bang này, ông bị đối thủ từ Đảng Dân Chủ là đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh bại với 155.000 phiếu bầu. Theo tính toán, nếu Đảng Dân Chủ giành chiến thắng tại các bang Pennsylvania, Wisconsin và Michigan, chiến thắng sẽ thuộc về bà Harris. Trong khi đó, nếu Đảng Cộng Hòa thắng tại các bang Pennsylvania, North Carolina và Georgia, ông Trump sẽ quay trở lại. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.